Hello mọi người, lại là Quyết đây. Đây này, làm món gì em? Món gà quay. Để làm gà quay à? Chủ yếu là thế đấy. Cái vị trước à, massage cho em nó mềm mềm, massage cho nó đều tí. Mùi vào trong đó, có mùi thơm đó. Em đang sau cho làm gì vậy em? Em tính làm gì em? Mình cắt cây chưa có vẻ rồi quay. Được đấy. Xong rồi sau này để mình để lại cũng phải trong một tiếng nữa. Để nó đi vị nha. Thế là bị nó thấm đúng không? Yeah. Ừ. Còn đấy, có phải còn đấy. Ok, bây giờ mình đi chặt cây thôi. Đi tầm lửa. Bây giờ anh em đi vào rừng sau nhà cái để đi chặt cây để làm gà quay đó. Phá cây quá nha. Được luôn, làm vịt trứng. Vịt trứng gà được hết. Hầm cái miếng hầm cây này. Cái cây tí tí làm thế nào? Xong quay rồi thôi hả? Chắc từ cái nhỏ đi. Thấy bình thân anh thôi. Chặt mạnh lên như vậy mới đòi có vợ. Đấy, phải thế, thế mới lấy được vợ chứ. Gần hết ga rồi, chết rồi. Hết gà rồi.
Quấn để cho cái chân nó khỏe giang ra thiên hạ đúng không? Ôi, coi này, coi gà là to chưa? Siêu to khủng lồ. Thịt không à? Thịt không à, da mềm mại. Như này sao chịu nổi? Nhìn như sao chịu nổi? Còn nhẹ nhàng lông không? Cột cái đầu em cột cái đầu đi. Cột nghe 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 đầu thôi em. Ừ, cho đó là được rồi. Nhìn nó thèm quá. Quên nói là nhìn 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 thèm rồi. Đấy, chuẩn bị đem ra lò ngay. Được hai thanh niên cứng. Ê. Hai ký gà luôn, nguyên coi. Gà bao nhiêu? Hai ký không? Dạ. Nên là thôi. Ta 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 nhớ thử đi. Ai nhớ thử. Ai nhớ thử. Đâu, nó chân thanh nữa. Nó mừng là, nó sau một tiếng đồng hồ rồi nó cũng lên thôi à. Trong lúc gà đang quay thì mình ra ngồi sau vườn quay mấy cái rau nhà mình đã. Đấy. Bắp rồi rau dền. À, bên mình bây giờ là 8 giờ tối rồi đó mà, nhưng mà vẫn còn sáng nữa. Trời vẫn chưa tối luôn. Cải ngọt. Bên kia thì trồng mấy cái cây bì mì nhưng mà nó chưa lên. Dạ, mì nó mới từng này thôi à, mới thấy bắp nó mới nhỏ nhỏ.
rồi cuối cùng cũng xong nè. Sao hai em? Sao 2 tiếng vất vả nhỉ? Bao nhiêu tiếng? 2 tiếng hả? Sao 2 tiếng vậy? 1 tiếng đi chơi, 1 tiếng nướng hả? Giờ bắt đầu. Tiếng 10 đi chơi. Ui, thấy không? Ui cái da này. Này, này, này. Ui, tẩm ớt vô nữa, trời ơi. Cho mày coi này. Giòn lắm. Giòn lắm, giòn ngon, ngon ngon ngon. Con khai đó này. Ngon ngon của mật ong đấy. Nước chấm thần thánh. Ôi thằng em nó mình nó không chịu rồi, mời cả nhà ăn chứ. Xin mời người ăn nha. Ôi trời, nó chơi đứt rồi kìa. Ngon quá. Ngon, ngon được. Được. Này. Đâu rồi. Rồi bẻ hai cái đùi. Ăn nó phải lặng hai, hấp dẫn hai. Ăn đi. Mời các bạn nha. Ôi giòn quá, đặc lắm. Ôi ngon quá mình ơi. Ừ, hấp dẫn quá kìa. Để ra đi không sao đâu, cứ để đi. Mấy em phục quá. Mấy em phục vụ bàn nước này tới rồi này. Mấy em bưng nước tới rồi. Mình không tiện quay nha, tại vì người riêng tư của người ta đó. Đây quán nào mình không nói tên đâu nha. Ôi thằng kia sao mà cười. Phục vụ này nó nhỏ xíu à. Đấy, vô uống. Rồi anh em mình chuẩn bị là ba lon nước. Quá là cay. Nước giờ đây nước màu xanh cũng không biết nữa. Giờ anh Loan là ăn cái đùi hả? Giờ mình thử cái đùi nha mấy bạn nha. Nước chấm thần thanh nè. Tức chấm. Rồi ơi. Thấy cái đùi nó ngon nhỉ? Ngon không? Dai giòn sọc sọc. Dai giòn sọc sọc. Ngon. Đúng. Đấy, đỉnh tay nghề của bác Quân nhà mình mà. Ngon lắm. Mình ăn bằng tay, bóc bằng tay thôi nha, cả nhà thông cảm nha. Tại vì anh em không á, tại vì mình không có kiểu là người xa lạ, hiểu không? Rồi mình xin mời cả nhà ăn rồi mình ăn tí rồi mình tắt video tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn video sau nha. Bye bye bạn nha. Bye bye.